Những ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao trước đoạn clip được cắt ra từ livestream của nghệ sĩ Việt Hương trên TikTok. Theo đó, nữ nghệ sĩ hài bất ngờ bị cư dân mạng yêu cầu sao ghê nên cô đã bức xúc đáp trả lại. Đáng chú ý, nghệ sĩ Cát Tường ngồi bên cạnh đã nói: "Mình ngủ một giấc cho ngon, mai mình dậy đi làm, mình có tiền mình đi từ thiện nữa, mình không sao kê." Ngay sau đó, đoạn clip cùng câu nói của nữ diễn viên đồng tiền sưng máu nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội và nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều. Trước sự chỉ trích từ dân mạng, Cát Tường đã có buổi livestream trên kênh YouTube cá nhân để nói rõ sự tình vào hôm 16 tháng 1 năm 2022. Nữ nghệ sĩ khẳng định câu nói của cô bị cắt và bóp méo, gây hiểu lầm cho khán giả. Diễn viên "Tí tôi là cao thủ" thuật lại câu nói của cô trong livestream đó: "Tôi chỉ nói với chị Hương là, chị ơi, tâm bình khí hòa, đừng có nóng, nóng làm cái gì. Chị em mình lo đi quay phim đi, ngày mai mình có tiền đi làm từ thiện không cần sao kê. Nguyên văn tôi nói như vậy mà mấy người lại cắt ghép thành kêu gọi từ thiện không cần sao kê. Tôi phát biểu câu đó hồi nào, nếu như tôi có phát biểu câu đó tôi sẽ khoanh tay xin lỗi và tôi chịu sự ném đá của mọi người. Tôi không có nói như vậy, rồi tôi cười, mọi người cũng chửi tôi." Nói giọng cười khiêu khích cộng đồng mạng. MC Cát Tường tiết lộ sau vụ việc, nhiều fan tuyên bố không còn thích và ủng hộ cô, thậm chí không ít người còn dùng lời lẽ tiêu cực đả kích và gọi cô là nghệ sĩ bẩn. Chính vì vậy, nữ nghệ sĩ phải lên tiếng đính chính để tháo gỡ khúc mắc của người hâm mộ. Diễn viên Cát Tường chia sẻ: "Tường chỉ hơi bận tâm đến một số những bạn mà bình luận là hồi trước rất thích cô này, nhưng bây giờ cô phát biểu từ thiện không sao kê nên hết thích. Có một số người nói là hồi đó mê cô này, làm bạn muốn hẹn hò, bây giờ hết mê. Tràng vô trang bán hàng của Tường nói, nhìn mặt vậy mà là nghệ sĩ bẩn." Trong livestream, Cát Tường bày tỏ mong muốn những fan đã yêu thương ủng hộ cô thì hãy vững tin trước những đoạn clip cắt ghép câu nói của cô và đừng để dư luận dẫn dắt cảm xúc. Nữ diễn viên cũng cho rằng ai là fan cứng thì không thể chỉ vì những thông tin thiếu chính xác mà mềm, không còn hâm mộ cô nữa. Bỏ qua những ồn ào, Cát Tường khẳng định vẫn sẽ dùng tiền của mình để làm từ thiện và không sợ dư luận xăm soi. Sắp tới, nữ nghệ sĩ cho biết sẽ có nhiều chuyến thiện nguyện ở quê cô vào dịp Tết.